Chuột đánh nhau với cá. Xem kìa, hôm nay dưới ao đông đúc ghê. À đúng rồi, mình biết tại sao đàn cá tụ tập đông vậy rồi. Phải gọi cả đàn đến mới được. Phen này đàn cá sẽ biết tay họ nhà chuột. Nào, chúng ta cùng nhau bắt đầu cuộc thi vô địch bơi toàn khu rừng nào. Giải thưởng là một vòng nguyệt quế cho người chiến thắng. Thích quá, thi bơi, thích quá. Chào bạn nhé. Tôi cũng vậy, tôi đã tập luyện cả năm để đợi ngày này đây. Nào các cháu, đã sẵn sàng cá chưa? Thưa bác, cháu sẵn sàng rồi. Giải thưởng năm nay nhất định sẽ thuộc về cháu. Cháu mới đích thực là chú cá vô địch. Được rồi, hôm nay là vòng chung kết. Sẽ chỉ có 3 bạn cá giỏi nhất là cá vàng, cá rô và cá chim tranh tài. Nào, hãy cùng chuẩn bị vào vạch xuất phát nào. Bắt đầu thôi. Các bạn hãy khởi động một chút trước khi bắt đầu nào. Được rồi, cảm ơn bạn cua. Khởi động một chút thôi. Mọi người xong chưa? Sẵn sàng nào? Sẵn sàng. Bắt đầu. À ha, đàn cá bắt đầu cuộc thi rồi. Đã đến lúc rồi đây. Hôm nay phải cho bọn chúng tàn tác. Anh em đâu? Vào chỗ. Chuẩn bị hành động theo kế hoạch. Anh em ơi, tiến hành thôi. Cho đàn cá biết tay đi. Tiến lên. Cho. Để xem bọn cá láo tét ấy còn đắc ý được nữa không. Chúng dám nói chúng ta là lũ hôi thám, chuyên nhặt nhạnh rác rưởi cơ đấy. Đúng đó, phải cho đàn cá một bài học. Mà nói cho mọi người biết nha, tôi vẫn hay thà rác thả xuống ao cho bỏ ghét đó. Đúng đó, khu vườn này là của chúng ta mà. Cái ao cũng là của chúng ta. Bọn cá dám ý kiến gì, chúng ta sẽ cho chúng biết mặt. Anh em đâu, lên cây sung, rung cây cho quả rụng xuống đi. Đàn cá sẽ như bị ăn đạn. Tiến lên, xử lý đàn cá thôi. Thế nào, anh em vào vị trí chưa? Rồi, thưa đại ca. 1, 2, 3, rung đi. Nào, rung theo nhịp của tôi hô. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ôi, cứu tôi. Ô kìa, người anh em. Trời ơi, người anh em, nguy rồi. Cứu, đồng đội của chúng ta rơi xuống nước rồi. Cá gì dạy nhảy? Nhanh lên nữa nào. Cố lên. Tiếng gì vậy? Mình vượt được cá chim rồi. Ủa, sao cá chim bỗng dưng bơi chậm vậy? Chắc là cậu ấy kiệt sức rồi chứ gì. Mình vượt được rồi. Ồ, là đàn chuột hả? Chúng lại bày trò gì phá phách chúng ta dưới này đây mà. Nhưng sao nhìn chúng có vẻ sợ hãi thế kia nhỉ? Có chuyện gì thế? Kìa cá chim, sao bạn lại bỏ dở cuộc đua vậy? Chức quán quân đang trong tay mà bỏ cuộc thế hả? Bơi nhanh đi chứ. Các bạn nhìn kìa, một con chuột rơi xuống nước rồi. Các bạn nhìn kìa, đây là đàn chuột. Ai, lũ chuột bẩn thỉu đáng ghét. Chúng lại đi bày trò phá phách chúng ta đấy mà. Phải đi báo cho mọi người mới được. Thật ra bọn chuột đang hốt quản là vì có một tên bị rơi xuống ao. Hắn kia kìa. Sao đang thi mà cá chim bơi đi đâu vậy? Cậu ta làm sao vậy? Cậu ta đang dẫn đầu cơ mà. May quá, đỡ kịp rồi. Phải đưa hắn lên nhanh trên bờ mới được. Tới nơi rồi. Nào, tự đi vào bờ đi. Ok. Là cá chim. Mau mau đưa cậu ta vào bờ đi. Cậu ta vẫn còn sống đó. Chỉ là sợ chết khiếp thôi. Người anh em, mày quá, anh không sao rồi. Cá đô nhất rồi. Cậu ấy nhanh thật đấy. Mình thắng rồi. Suýt nữa mình về nhất. Mình đã nói là mình sẽ về nhất mà. Mình cố tí nữa thì có phải về nhất rồi không? Ồ, nhưng mà lúc đầu là cá chim nhanh nhất mà. Đúng đó, chẳng hiểu sao cậu ấy lại quay đầu không thi nữa. Lạ quá. Ồ, các bạn không biết cá chim ngốc nghếch thế nào đâu. Cậu ấy đã bỏ cuộc đua đấy. À, cá chim đây rồi.
sao bạn lại bỏ dở đường đua vậy? Bạn dẫn đầu cơ mà. Ồ, chuyện gì thế? Hoa ở đâu rơi đẹp thế này? Kỳ lạ thật. Tặng các bạn cá nha. Lạ thật đấy. Chuyện gì thế nhỉ? Là đàn chuột ư? Hôm nay sao chúng không thả đá rưỡi xuống ao mà lại là những cánh hoa xinh đẹp thế này? Ồ, các bạn cá đây rồi. Thật ra hôm nay chúng tôi vốn định phá đám các bạn, nhưng thành thật mà nói thì các bạn cho chúng tôi xin lỗi. Xin lỗi ư? Chuyện gì lạ thế này? Lũ chuột tai quái mà lại biết lịch sự như thế ư? Nói hẳn là xin lỗi luôn đấy. Nhân, cho chúng tôi xin lỗi thật sự đó các bạn cá à. Và chúng tôi cũng muốn gửi lời cảm ơn đến một bạn cá. Đó chính là bạn cá chim. Cá chim sao? Như vậy là sao? Nếu không nhờ có cá chim, hôm nay chắc người anh em của tôi đã chết chìm dưới ao rồi. Thật may mắn là cá chim đã không vì ân oán trước đó mà bỏ mặc người anh em của chúng tôi. Ồ, quá ra là vì cá chim đi cứu chuột nên mới bỏ dở cuộc đua hả? Cá chim thật tốt bụng. Cậu ấy đã bỏ vị trí đầu tiên ở cuộc đua để giúp chuột sao? Quá ra là vậy. Cá chim, dù cậu bỏ lỡ không phải là người về đích đầu tiên, nhưng cậu xứng đáng là chú cá vô địch. Cậu đã không chỉ cho đàn chuột một bài học sâu sắc, mà còn dạy cho cả đàn cá chúng ta bài học về sự tha thứ và độ lượng. Quá ra, dùng ân nghĩa đáp trả có sức mạnh thật lớn lao. Nó sẽ hóa giải được mọi hận thù. Đúng đó, cá chim vô địch. Cá chim đúng là chú cá vô địch mà. Chúng tôi xin lỗi các bạn. Từ giờ, chúng ta sẽ sống hòa thuận với nhau. Chúng tôi sẽ không phá phách các bạn nữa. Chuyện của Ốc Sên. Ốc Sên, cậu đi đâu đấy? Tớ đang đi tìm cậu và Sóc để chơi đây. Mà Sóc đâu rồi nhỉ? Đây, tớ đây. Sóc đấy à, cậu nhanh thật đấy. Cả khỉ nữa, cứ thoát ẩn thoát hiện, nhanh nhẹn vô cùng. Ê trời ơi, chuyện đó còn phải nói nữa sao? Nào, chúng ta đi thôi. À, Ốc Sên, cậu bò thế thì đến bao giờ? Bám vào lưng tớ, tớ đưa cậu đi. Đúng đấy, cậu chậm chạp như thế thì đi được đến đâu chứ? Đúng là tớ rất chậm chạp. Cả khu rừng này ai cũng nhanh nhẹn trừ tớ. Sao ông trời lại bất công với tớ như thế chứ? Ốc Sên, tớ xin lỗi, tớ không có ý chê cậu đâu. Không, là tại tớ kém cỏi. Các cậu nói đúng mà, mọi người đều nói chậm như Sên đấy thôi. Mà tất cả cũng tại cái vỏ ốc nặng nề này. Vì nó mà tớ trở nên chậm chạp, không thể đi nhanh được. Nhưng cái vỏ ốc ấy cũng rất cứng, nó sẽ bảo vệ cậu khỏi nguy hiểm mà. Đúng vậy, đúng vậy. Tớ không cần, tớ nghĩ ra cách rồi nè. Cách gì vậy Ốc Sên? Tớ quyết định sẽ bỏ cái vỏ ốc nặng nề trên thân mình đi. Đến lúc đó, tớ cũng sẽ trở nên vô cùng nhanh nhẹn cho mà xem. Ốc Sên, cậu đang nghĩ gì vậy? Cậu không thể rời bỏ vỏ ốc được, cậu sẽ gặp nguy hiểm đấy. Tớ mặc kệ, nguy hiểm cái gì chứ? Mấy em sâu cũng đâu cần có vỏ, có sao đâu. Tớ quyết định rồi, tớ sẽ từ bỏ chiếc vỏ ốc nặng nề này. Các cậu đừng có cản tớ nữa. À đừng mà, Ốc Sên, cậu sẽ thế nào nếu không có lớp vỏ kiên cố này chứ? Các cậu thật là, tớ chỉ muốn nhẹ nhõm hơn, nhanh nhẹn hơn, sao không ai giúp đỡ? Đã thế tớ không cần các cậu nữa. Ôi cha, sao lại đau đớn, mệt mỏi thế này? Trời ơi, nhìn mình xem, mình đã hoàn toàn tự do, không còn cái vỏ ốc nặng nề kia nữa rồi. La 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 la. Ôi, Ốc Sên, sao hôm nay trông cậu lạ quá vậy? Cậu đã từ bỏ cái vỏ của mình rồi ư? Vì nó nặng nề quá nên tớ đã bỏ đi rồi. Các cậu trông tớ có nhanh nhẹn hơn mọi hôm không? Ê, nhanh lắm, nhanh lắm.
Không khí mới dễ chịu làm sao. Biết thế này mình đã từ bỏ cái vỏ ốc xấu xí nặng nề ấy từ lâu rồi. Ơ hả? Tự nhiên lại có con mồi ngon lành tự dẫn xác tới đây này. Ơi chạy đâu cho thoát chứ. À, đau quá. Con khỉ chết tiệt, tự nhiên là mình mất đi miếng mồi ngon. Cậu không sao chứ? Không bị thương ở đâu chứ? Khỉ con, tớ cảm ơn cậu đã cứu mạng tớ. Nếu như không có cậu, tớ đã bị mất mạng rồi. Trời ơi, cậu bị thương thế kia mà còn bảo không sao ư? Tớ đã nói mà cậu không nghe. Vỏ ốc của cậu có tác dụng bảo vệ những lúc cậu gặp nguy hiểm. Những lúc ấy cậu chỉ việc thu mình vào lớp vỏ ốc ấy, thế là an toàn thôi. Thế mà cậu lại... Giờ thì tớ đã hiểu tác dụng của cái vỏ ốc đó rồi. Cũng đã muộn rồi. Tớ đã từ bỏ cái vỏ ốc đó đi. Và giờ thì tớ sẽ chẳng bao giờ tìm được nó nữa. Cậu biết lỗi thế là tốt rồi. Được rồi, tớ và khỉ con sẽ cố gắng tìm lại chiếc vỏ ốc đó cho cậu. Và cậu phải nhớ, từ giờ không được coi thường chiếc vỏ ốc đó, nghe chưa? Thật vậy sao? Các cậu sẽ đi tìm chiếc vỏ ốc ấy cho tớ ư? Ừ, tớ biết rồi. Cảm ơn các cậu nhiều lắm. Không có gì, chúng ta là bạn tốt của nhau mà. Hạnh phúc đời người. Thông cảm, nhưng cô không đáp ứng được yêu cầu công việc ở đây. Thay mặt ban giám đốc, tôi rất tiếc phải thông báo chấm dứt hợp đồng lao động với cô. Tết nhất đến nơi rồi còn mất việc, đúng thật là đen đủi. Ơ kìa, cụ ơi, cụ bị sao thế? Cụ ơi, cụ ơi. Cụ ơi, mau cứu bà cụ đi. Cụ là người quen của bà cụ à? Mau đưa cụ vào viện đi. Dạ, cháu... Không phải, cháu không quen. Trời ơi, bà cụ lạnh ngắt rồi. Để tôi gọi taxi. Rồi cô đưa bà vào viện ngay. Dạ. Biết làm sao bây giờ? Mình không phải là người nhà của bà lão. Thật không đâu rước họa vào thân. Rõ là ốc không lo nổi mình, ốc còn làm cọc cho riêu. Mà thôi, mình cũng chẳng giúp gì được cho bà cụ đâu. Cụ ở đây rồi, thế nào cũng có các nhà hảo tâm giúp thôi mà. Cô gái ơi, cô áo tím ơi. Bà cụ yếu quá rồi, không thể qua khỏi. Chúng tôi đã cố gắng hết sức. Vâng, vâng, nhưng tôi không phải là người nhà của bà cụ. Tôi chỉ là người qua đường, gặp cụ ấy bất tỉnh nên đưa đến đây thôi. Tôi hiểu, tôi đã đoán ra cụ ấy là người vô gia cư, hiện đang hấp hối và muốn gặp người đã đưa cụ đến đây. Tôi... Hình như bà cụ vẫn nhận ra cô và tha thiết muốn gặp. Thôi thì tôi sẽ vào gặp bà cụ vậy. Con gái... Có gì, cụ cứ nói từ từ. Cháu đang nghe đây. Xin cháu nắm lấy tay ta. Làm ơn. Cụ còn người thân nào không? Cháu sẽ gọi họ đến đây với cụ. Không, cảm ơn. Tay con thật mềm mại. Nếu con ta còn sống, chắc nó cũng trạc tuổi con bây giờ. Ta sắp gặp nó rồi. Cả cuộc đời ta đã sống lang thang,
bữa đói bữa no và cứ nghĩ mình sẽ bỏ mạng nơi đầu đường xó chợ. Con gái ơi, cảm ơn con. Ta không ngờ đến cuối đời ta lại được nhắm mắt trên một chiếc giường đệm ấm áp và có một cô con gái ở bên. Ta đã mãn nguyện. Cảm ơn con. Bà ơi, bà ơi, bà ơi, bà ơi, bà đã ra đi thanh thản. Phải chăng hạnh phúc, thứ mà con người mãi mê đeo đuổi, có khi cũng chỉ là khoảnh khắc đơn giản thế này thôi. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.